Hôm nay là cái môn học mình là sinh lý hệ nội tiết. Coi như là hôm nay là buổi hôm nay là sau khi mà học xong các em phải nắm được là hai cái mục tiêu này. Mục tiêu thứ nhất là nắm được cái quy luật hoạt động chung của cơ quan hệ nội tiết. Thứ hai là mình trình bày được cái chức năng của các tuyến nội tiết chính. Mình có bốn tuyến, là thật ra các tuyến nội tiết rất nhiều nhưng mình chỉ học hai bốn cái tuyến nội tiết thôi. Thứ nhất là tuyến yên, thứ hai là tuyến giáp, thứ ba tuyến thận, thứ tư là tuyến tụy. Đó là bốn mục tiêu mà mình sẽ đi xuyên suốt là toàn bộ chương trình buổi học hôm nay. Thì đưa đi vào cái mục tiêu thứ nhất là mình đại cương về hoạt động hệ nội tiết. Mình cái slide đầu tiên mình đã để mà là qua cái coi như cái slide này là mình phân biệt được cái tiếng nội tiết là và tiếng ngoại tiết. Tiếng nội tiết ngay chỗ chỗ ruột thì đây, nên là nó không có ống dẫn. Từ không có ống dẫn nó chất tiết nó mới thấm vào máu, và đồng thời đặc biệt đó là tiếng nội tiết là cái chất tiết nó tác động đến nhiều cơ quan đấy. Và đồng thời thứ hai là tiếng ngoại tiết là gì? Tiếng ngoại tiết nó có ống dẫn, từ có ống dẫn nó mới đổ, nó đổ vào mà vào một cơ quan nhất định, và đồng thời chất tiết nó tác động chỉ một cơ quan nhất định thôi. Đó là liên quan tới tới tiếng tiếng ngoại tiết. Và đồng thời thí dụ như là thì nội tiết nó tiết vào đảo lăng cơ hang, nó tiết vào insulin vào trong máu, nó liên quan tới bệnh đái tháo đường, insulin làm giảm đường. Và tới đây tiếng ngoại tiết là gì? Tiếng ngoại tiết nó là nó tiết cái men tiêu hóa nó đổ vào tá tràng để tiêu hóa tá tràng. Nó tóm lại đây là cái slide nó phân biệt giữa tiếng nội tiết và tiếng ngoại tiết. Trong những cái slide đầu tiên này là nó có một cái câu hỏi trắc nghiệm, thí dụ câu hỏi trắc nghiệm thầy hỏi là tiếng nội tiết là, vì cái câu nào mà nó nói là không có tiếng nội tiết là tiếng là không có ống dẫn, chất tiếng nó thấm trực tiếp vào trong máu và tác động nhiều cơ quan, đó là đáp án đúng. Cái đó đáp án của tao hỏi là tiếng nội tiết là mình nữa, là đó là cái dữ kiện để mà mình là coi như là đây, đó là cái đáp án đúng của cái câu hỏi về với mình trong cái sai này ạ. Ở đây là ta minh họa một cái tiếng trường hợp, một cái tiếng là nội tiết. Tiếng nội tiết là bên cái bức hình ngay cho chụp đây, bức hình tay tay phải này, đây là tiếng nội tiết. Tiếng là có cái biết cái là cái mũi tên, ý nó là thấm, nó thấm theo đường này. Tại vì tiếng nội tiết nó thấm qua màng tế bào, thấm từ đầu vào nó ra vào trong máu để mà coi như là nó gặp tới cái tế bào đích để mà coi như là nó đặc hiệu, thì nó coi như nó tác động. Nó tóm lại đây là bên tay phải, đây là tiếng nội tiết, còn đây là tiếng ngoại tiết này em. Tiếng ngoại tiết thì đương nhiên đây là nó minh họa cái giọt nó đi, nó tại nó có ống nó đổ dòng ta càng thì tôi đang tóm đây là cái bức hình này minh họa tiếng nội tiết và tiếng ngoại tiết. Tiếng nội tiết thì bên tay phải, tiếng nội tiết là bên tay trái, tiếng ngoại tiết là bên tay trái. Và đây là minh họa một tiếng tụy, nói tiếng tụy đây là chọn cho chúng tôi đây cái bức hình của tay trái ngoài trên này là tiếng tụy. Đây là đảo lăng xoăn ăn, mà trong cái tiếng tụy này có hàng trăm ngàn thậm chí có 1 triệu đảo, cái tiểu đảo lăng xoăn ăn này. Mà nói đến tiểu đảo lăng xoăn ăn của tiếng nội tiết tiếng tụy đó là gì? Nó có liên tưởng tới hai loại tế bào beta thì nó nằm cái ngay chỗ cho đây, đây là cái màu tím tím nó nằm, nó nói nếu về cấu trúc nó nằm ở trung tâm của đảo lăng xoăn ăn. Mà tế bào beta nó tiết insulin, mà insulin là giảm đường. Còn tế bào mà alpha là tế bào này tím tím này nói về cái cấu trúc thì nó nằm ở ngoại vi của đảo lăng xoăn ăn. Nó ngoại vi mà tế bào alpha này tiết glycogen, mà glycogen là tăng đường. Có thể nói tới đảo lăng xoăn ăn của tụy nội tiết thì mình phải liên tưởng đến hai tế bào ăn beta thì nó tiết insulin thì nó làm giảm đường, còn tế bào alpha thì nó tiết ra là lưu cao công, nó làm tăng, nó tóm lại nói vậy đó. Còn đây là tụy ngoại tiết, mà các em nói tụy ngoại tiết là gì? Tụy ngoại tiết là một nó đổ vào cái dịch cái nó đổ vào cái tràng tiêu hóa tới hàng, nghĩa là đặc biệt cái tuyến tụy nó có hai chức năng là vừa tụy nội tiết, tụy ra nội tiết mà gọi là một cái tảo lăng cho hàng, đó là liên quan tới tụy nội tiết. Và là tụy ngoại tiết là liên quan đây nè, cái hàng không phải là tụy ngoại tiết nó đổ vào tảo tràng tiêu hóa tới hàng. Nó tóm lại tụy có hai chức năng, vừa nội tiết và vừa ngoại tiết ạ. Cái câu nội slide này có thể có một câu đặc biệt hỏi là tụy nó có mấy chức năng, tại các anh chị biết là tụy có hai chức năng, nó vừa nội tiết và vừa ngoại tiết. Nếu hỏi là tụy tuyến tụy có bao nhiêu chức năng thì con nhớ là nếu mà hỏi bao nhiêu chức năng, ý nó có số lượng là bao nhiêu, thì nếu mà có các em gặp cái câu hỏi trắc nghiệm thì em nhớ là cái câu nào nói hai chức năng, tại vì nó vừa là chức năng nội tiết vừa ngoại tiết, đó là đáp án đúng. Mà kế đến là cái phần đại cương của sinh lý nội tiết. Trên cái bức hình các anh thấy là một bức hình nghiêng bên tay phải đây, là ý ta nói là cái slide này là ý nó nói lên là hai cái hệ mà điều hòa hoạt động cơ thể là đây, đó là hệ thần kinh và hệ nội tiết. Sở dĩ mà thầy ngồi mà tương tác với các em tương tác với thầy là nhờ sự điều hòa của hai hệ này, là hệ thần kinh và hệ nội tiết. Mà ra hai cái hệ này là hệ thần kinh đứng vai trò điều tiết điều khiển nội tiết. Tóm lại đó là sở dĩ con người mình mà sinh hoạt có sức khỏe bình thường, hoạt động bình thường nhờ cái sự điều khiển của hai hệ, điều hòa của hai hệ này là hệ thần kinh và hệ nội tiết. Và đồng thời á mà cái hệ này hai hệ này thì coi như là cái hệ thần kinh là giới đứng vai trò điều khiển điều tiết hệ nội tiết.
còn bên tay phải mà con chỗ ruột thì đây đó là ý là cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh nó có những cái neuron, đây là toàn bộ những cái hệ cơ quan, nó tiết ra những cái nó có được có do có những cái đường dẫn truyền, nó tiết ra những cái hormone nó điều khiển hệ nội tiết bên này. Đó đó là vậy. Trong cái sai này, hệ nội tiết bên đây thì nó có những tiết nội tiết đi từ trên xuống dưới. Nó tóm lại là xong cái like này thì em nhớ giùm thầy có một cái điều duy nhất là, thứ nhất là sở dĩ là mình là cơ thể được khỏe phát là nhờ điều hòa của hai hệ thần kinh và hệ nội tiết. Em nhớ giùm thầy như vậy là rất tốt rồi. Ở bên tay phải là cái hệ thần kinh và bên tay trái là hệ nội tiết, còn nhiều tiếng nội tiết chính. Đó vậy là cái like này nó cũng có một khổ trắc nghiệm, thí dụ thầy hỏi trắc nghiệm thầy hỏi là hai hệ điều hòa hoạt động cơ thể là cái gì, hay là hoạt động cơ thể là bình thường là gì đó. Đó là nếu câu hỏi trắc nghiệm nào nói là hệ thần kinh và hệ nội tiết, đó là được anh đúng, chấp nhận hai hệ điều hòa hoạt động cơ thể. Đây là một cái sai, nó liên quan phân biệt giữa ba loại tế bào. Tế bào mà bên tay phải chỗ chỗ được đây đây là tế bào nội tiết, còn tế bào nằm ở giữa gọi là tế bào cận tiết, và tế bào là ở bên mà tay trái chỗ cho đây đây là tế bào nội tiết. Mà mình đã hôm anh thì thầy mô tả mình phân biệt ba loại tế bào này. Thầy quay lại bài đó là cái tế bào mà bên tay phải của ngay chỗ chúng đây đây là tế bào nội tiết. Tế bào nội tiết anh thấy là nó có những cái chấm màu xanh xanh ít là nó tiết ra những hormone chấm màu xanh. Mà những hormone này nó hormone này thì sau khi mà tiết ra được cái dòng nó hết đó, nó chạy lại khắp cơ thể. Khi nó gặp tà huyết cái một cái chỗ cho từ đây yếm đây là tế bào đít này, cái chỗ cho từ đây này, đây là tế bào đít này thì nó có những cái điểm tiếp nhận mà hormone nó di chuyển khắp cơ thể. Khi mà nó gặp cái điểm tiếp nhận này nó gọi là đặc hiệu, thì coi như nó lọt vào bên trong để thực hiện chức năng của nó. Ý cái hình bên tay phải đây là tuyến nội tiết, còn bức hình tay giữa này là gọi là tuyến là cận tiết, tuyến là gọi là cái tiếng cận tiết. Cận tiết là sao, là bản bản chất nó là tiết ra những hormone, mà hormone này nó không vào lòng trong mạch máu mà nó đi di chuyển xung quanh nó. Khi mà gặp cái tế bào đít, đây là tế bào đít này, là cái cell này, thì hormone này nè là nó gặp cái tế bào nó đặc hiệu giữa một cái receptor nào đó hay cửa sổ đó thì nó lọt vào thì nó ẩu được ra. Đó là liên quan tới tế bào mà gọi là cận tiết. Còn tế bào đây là tự tiết, là bên đây phải hay tay trái mà cho có tình có cái thầy đang gây bắt buộc đây là tự tiết, nghĩa là sao, chính bản thân nó tiết ra những hormone chấm màu xanh này tự tượng trưng cho hormone thì mà nó tiết ra, sau đó một hormone nó quay lại bên rồi trở lại con, nó quay trở lại chính bản thân nó quay trở lại là nó giữ bên trong, là nhưng mà một hormone này muốn lọt vô bên trong này nó phải đặc hiệu, nó đặc hiệu thì nó lọt vô bên trong. Tóm lại là cái tay này tới ba cái tuyến mà mình phải phân biệt được. Thì quay lại bài, bên tay phải là tuyến nội tiết, bên giữa là tuyến cận tiết, và bên tay trái này đây là tuyến là tự tiết. Nó nói vậy, cái này thì mình học mình đã biết được ba cái loại tuyến này, công việc là thế này. Còn đây nè, đây ta nói liên quan tới là hai hệ thần kinh và hệ nội tiết, ta nói ta phân ta làm cái cụ thể hơn. Ở bên như chỗ ruột thì đây là cái hệ thần kinh này, nó có tiết ra những hormone chấm chấm này em, và toàn bộ những hormone của hệ thần kinh tiết ra nó cũng vào trong lòng mạch máu, nó di chuyển khắp cơ thể. Khi mà nó gặp nó để tại cái mục là mục tiêu của một cái tế bào thần kinh này là điều khiển hệ nội tiết, điều khiển trong cái trò điều tiết, điều khiển hệ nội tiết. Nó tóm lại là đây là hệ nội tiết này, cái này endocrine cell này, ý nó là tế bào nội tiết. Tế bào nội tiết thầy lặp lại là toàn bộ tế bào nội tiết và tiết ra đều nó vào lòng mạch máu hết, rồi di chuyển đây là ta cái cell này, cái bộ đích này, một hormone mà muốn lọt vào cái receptor của cái tế bào đích này, cái cell này thì nó phải đặc hiệu. Mà vấn đề là cái ổ chìa khóa, tại vì các em biết là chìa khóa nào thì ổ đấy, cơ chế sinh lý bình thường của cái nội tiết như vậy. Nếu đặc hiệu mà lọt là, mà vấn đề đặc hiệu như thế nào thì chút xíu những slide sau thì nói thêm. Trong cái like này thì thầy muốn nhớ cho em nhớ một cái điều là cái đây là cái hệ thần kinh hệ nội tiết, mà đứng vai trò điều hòa của hai hệ thần kinh nội tiết này thì cái hệ thần kinh là điều khiển hệ tiết nội tiết, và nó cũng tiết ra những hormone, và đồng thời khi mà nó dẫn đi di chuyển tới cái tế bào đít mà nó gọi là đặc hiệu để lọc vào bên trong cái chức năng. Đó là những điều rất là cơ bản của cái slide này. Đây là cái slide này, nó nói lên á, em nhìn thấy cái slide này, cái người đàn ông này có rất nhiều cái cơ quan, ý đấy đây là cái cơ quan nội tiết các em, và đồng thời em đi vào trên cùng chỗ đây, các em thấy giống cái bàn cân mà nó có hai nó cái bàn cân này, ý nói là cái hệ thần kinh hệ nội tiết, cái hệ coi như tất cả cái hệ cơ quan này á là cái hệ nội tiết, mà từ trên dưới đây tất cả đây là hệ nội tiết từ cơ quan này, là sở dĩ nó ổn định là cái những hormone nó phải cân bằng, cái bàn ý là cân bằng
cái gì. Và đồng thời cái rất điều nữa thì ta nói hoạt ngôn hả, là một hoạt ngôn mà từ bắt đầu tuyến giáp là tiroid, tuyến giáp lại xuống thì coi như là nếu mà hoạt ngôn được tiết ra thì nó chịu sự tác động của hai cơ quan nội tiết bên trên, đó là vùng dưới đồi và liên quan tới mà là liên quan tới cái là thì tiết yên, tức là vậy nó sẽ tác động. Mà vấn đề đó thì các em những lai sau sẽ nói rất rõ. Tuy nhiên cái lai này các em nhớ cái thầy một điều duy nhất là tất các cơ quan nội tiết chính này á, là cái hormone mà được từ tuyến giáp này, tiroid, tuyến giáp này, cái chỗ này là tuyến giáp này, em cho cho dùng là tuyến giáp nó một một hormone được tiết ra thì nó sẽ chịu hai hai sự tác động. Thứ nhất là tác động đây là tuyến yên nè, bên chỗ cho về tuyến yên nè, tiroid này, này cái là hypothalamus này là đây là dùng dưới đồi. Còn đây là tiếng yên nè các em, tiếng yên này là nó chịu sát sự tác động của hai cái tiếng này. Nó tác động nghĩa là làm sao tác động, nghĩa là tác động ra tiết là những hormone, nó làm cho nó tác động lên là lên tuyến giáp để mà tuyến giáp tiết ra hormone là T3 T4 thì nó chịu sự tác động của tiếng yên và thứ hai dùng dưới đồng. Tóm lại em nhớ cái này là và đồng bằng hormone nước ra nó phải cân bằng, nó vậy em nhớ lại này, em nhớ những này như đó là đủ rồi. Rồi cái này vấn đề cân bằng như thế nào hay là ông muốn tiết ra nó sự tác động như nào thì những cái like sau sẽ nói. Cái like này em nhớ điều một điều duy nhất khi dùng thầy là một cơ quan nội tiết mà được tiết ra là thì thôi nó chịu sự tác động của hai cái cơ quan nội tiết bên trên, hai cơ quan bên trên, mà chính xác nhất là dùng dưới đồi và tiết là tiết yên hay nó chịu tác động để mà nó điều hòa, điều hòa cái bàn cân nó điều hòa. Mà nếu mà coi như là cái sự điều hòa này là nếu mà nó làm có rối loạn kéo dài thì mà tính sẽ làm cái bệnh thật sự mà như thế nào thì những cái sau thầy sẽ không biết rõ. Đây là đang nói cơ chế theo cái tổ chìa khóa là cái này đây, cái bức hình bên trên ý nó nói là một hormone chỉ tác dụng cái cửa sổ, đây là cái gọi là một cái gọi điểm tiếp nhận hay là receptor này các, cái này là cái loạn ăn chỗ này nó đi quan trống này là gọi là điểm tiếp nhận hay là receptor. Mà còn cái di chuyển những cái hình tượng này mà nó di chuyển trong lòng mạch máu, cái đó là những hormone do tế bào nội tiết tiết ra. Ý nói là cái bức hình bên trên cái chỗ chu thời này nó nói là mà một hormone á thì nó là nó khi mà nó được tiết ra nó vào toàn bộ trong mạch máu, rồi đồng thời á, là mỗi hormone chỉ tác động đến một cửa sổ, một cửa một cái rồi sắp tới. Ý nói là các em thấy nè, đây là hình vuông còn đây là hình thoi. Ý nói là một hormone chỉ tác động chỉ đặc hiệu cho cái một cái cửa sổ theo cái tuyến nó thở chìa khóa thôi. Các em nhớ không, đây là thí dụ đây là cái hormone này là tạm là hình vuông đi thì nó là đặc hiệu cho cái cửa sổ bên này. Này còn hormone này hình thoi thì nó đặc hiệu cho này. Và đồng thời hormone này nè cái hình tròn chẳng hạn thì đặc này nó ý nói là một hormone chỉ đặc hiệu theo mà chỉ một một receptor hay một cái em đặc hiệu cho một cái cửa sổ receptor thôi. Là nếu mà cái này nó có thể là nó có một câu ví dụ ra hỏi ý thì hỏi là mỗi hormone đặc hiệu cho bao nhiêu cái receptor mà bao nhiêu cửa sổ thì các em nhớ rằng chỉ một, cái nhớ con người số một với hợp một theo nguyên cái khẩu của khóa, tại vì các em biết là chia nào thì ổn đấy. Cái chìa này là nói về chìa khóa nhau là chìa chìa thì nó chỉ phù hợp với một cái ổ của ổ khóa, còn nói với sinh lý á, chìa cơ chế sinh lý mà nội tiết á, thì coi như là một ông môn chỉ tác động đến một cửa sổ một receptor. Cảm nhớ điều nhớ là nhớ. Đó là bức hình bên trên thầy mô tả vậy. Thứ hai là bức hình bên dưới này á, là ý nói là ông môn nè cái cell ý nói tế bào nội tiết thì toàn bộ những ông môn được tiết ra và nó di chuyển trong là mạch máu, là blood vessel này là mạch máu nè, vào trong máu và nó di chuyển mà khi mà nó gặp tế bào đích là cái cell này sẽ lọt vào. Nhưng mà cái cơ chế này là mỗi hormone chỉ đặc hiệu cho tế bào đích thôi. Cái này ở dưới nó thật ra nó minh họa cho hình ảnh trên là toàn bộ một hormone khi được tiết ra cái vào là mạch máu đó các bạn. Còn quan trọng nhất là điều đáng nhớ ở bức hình bên trên này, cái chỗ chụp đây này là các em nhớ dùng thầy là cái hormone thì nó nằm trong mạch máu mà khi mà nó di chuyển nó gặp cái tế bào đích là cái cell thì mỗi hormone chỉ đặc hiệu thì một ổ chiều một cửa sổ thôi. Là đây thì điển hình là ba cửa sổ này là vuông, cửa sổ này thôi, cửa sổ này tròn. Nên ý nó mình nhất là một ông môn chỉ đặc hiệu cho một cái receptor. Em nhớ lại này em nhớ thầy bây giờ thầy như đó là tốt rồi à. Rồi đây là nói chức năng ông môn. Thật ra ông môn có ba chức năng. Mà ba chức năng này thì thầy đã đổi màu để cho các em dễ có cái gì để điều mình ghi nhớ những cái điểm chính. Là nó có ba chức năng là gì? Thứ nhất là chức năng nó điều tiết trong quá trình tăng trưởng, thứ hai là nó duy trì hoạt định hormone, cái thứ ba của chức năng hormone là gì, nó đảm bảo sự hoạt động sinh sản. Đó là ba chức năng của hormone. Cụ thể hơn là thứ nhất là chức năng đầu tiên là quá trình tăng trưởng, nó giống như là con người muốn phát triển lên thì phải có hormone để ổn định. Và đồng thời thứ hai là duy trì hoạt định hormone nghĩa là sao, nghĩa là nó đảm bảo trong môi trường hoạt động chuyển hóa tại các tế bào và giúp cơ thể đáp ứng trong những cái trường hợp đó, ví dụ như cái trường hợp khẩn cấp này là như đói nè, nhiễm trùng hay chấn thương rét thì lúc đó là dưới sự hormone này nó sẽ điều hòa
nó điều hòa trở lại đi đến ổn định. Mà nếu mà một cái sự điều hòa này mà nó trở thành mãn tính kéo dài, nó sẽ là một rối loạn một lý thật sự. Đó là chức năng là duy trì hành trình hormone. Cái thứ ba là đạt hoạt động sinh sản, nghĩa là sao, nghĩa là con người duy trì nồi giống đi phát triển ra thì cũng nhờ hoạt động nội tiết và điều hòa, thì điển hình như là nội tiết nam và nội tiết nữ điều hòa để mà liên quan tới hoạt động sinh sản à. Nó tóm lại là khi nói một cái chức năng của hormone thì các em nhớ dùm thầy là ba chức năng này à. Nhớ được. Các em đối với các em thì tại vì các em biết là thầy dạy cho bác sĩ thì nó đi vào cái cơ chế sâu, và đồng thời nó nghiên cứu cái sâu về cái nghiên cứu của vấn đề nội tiết, và các em cứ nhớ những cái gì mà thầy liệt lại để mà thầy mong mỏi đối với các em là coi như là các em thi được qua những cái kỳ thi, đừng có để mà phải là để rớt nhiều kỳ phải học lại những cái tốn tiền. Nó là cái điều mong mỏi của thầy. Nhưng mà thầy thì đã dạy trước đó, thì dạy bên bên viện bên 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 y dược cho dự phòng cũng như rất nhiều năm rồi. Thì trước khi đây thì thầy là giám đốc một các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm của viện, là nó viện có hai khu, là khu là điều trị và cái khu là liên liên là các chương trình, và đồng thời là phòng xét nghiệm và cái con các chương trình cứu. Thì thầy chuyên về quản lý cái chương trình phòng chống dịch bệnh, là quản lý đó. Tại vì các biết viện á là nó liên quan tới là nó quản lý 20 tỉnh thành của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đó là thầy kèm theo là dạy Y6 của cái rất nhiều khóa, từ khóa 6, 7, 8, 9, 10, nên tóm lại là vậy. Thì thầy về hưu năm 2 tháng 2 2019, thì tháng 4 này chính thầy là giảng viên cơ hữu của Đại học Quốc tế Bằng tới bên đây. Nói tóm lại là thầy hôm nay là dạy được gần 3 năm rồi. Nói chung là thầy dạy rất nhiều. Trước thầy làm giám đốc dự phòng và trưởng một khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bình Chánh. Cái anh về miền Tây tức là anh Cộng Bình Điền đó, là anh của thầy làm y tế đó, khoảng bờ rơi cũng trên 15 năm. Thì nói chung là thầy đã dạy rất nhiều lớp, có nhiều rất nhiều năm mà kinh nghiệm trong giảng dạy. Thì khi mà tới Hồng Bàng thì thầy rất là cảm mến các em, thầy các em rất là ngoan, và đồng thời các em học rất là tốt à. Tóm lại thầy quay lại bài, mình sẽ tục bài. Đây là liên quan tới là có là nếu mà phân loại học môn thì nó có hai nhóm. Nó gồm có nhóm tăng trong nước và nhóm tăng trong lipid. Mà nhóm tăng trong nước là những cái cụ thể những học môn nó nằm ở màng tế bào, các em nhớ giùm thầy như thế. Còn những học môn mà tăng trong lipid thì những cụ thể cái receptor là nó nằm ở trong nhân. Tóm lại các em nhớ được, nó rất nhiều nhưng mà nhớ là học môn nó có hai nhóm giùm thầy. Thứ nhất là nhóm tăng trong nước, và nhóm thứ hai là nhóm tăng trong lipid. Và cái nhóm tăng trong nước này là cái cụ thể là cái gì, là cái cửa sổ receptor mà các em thấy là di chuyển học môn di chuyển trong lòng mạch máu, di chuyển cái tới mà coi như là nó những cái cửa sổ trong receptor nó nằm, để ý nói là những cái cửa sổ những receptor đó thì đối với tăng trong nước thì nó nằm ở màng tế bào. Còn đối với một một cái nhóm học môn mà tăng trong lipid này, cái cụ thể là công nhân thì chẳng qua là vậy thôi. Nó tóm lại các em nhớ hay vậy, bài bài này nó rất nhiều cái nội dung, nhưng mà thầy nhớ tóm lại các em nhớ giùm thầy hai nội dung, hai cái đơn đó, hai vấn đề nói học môn thì các em nhớ giùm thầy hai nhóm, mà đại khái là nhóm trong nước và nhóm tăng lipid. Là nhóm trong nước là gì, những cái học môn nó cụ thể nó nằm ở trong màng tế bào, nó nằm ở tế bào, và mà nhóm tăng lipid này cụ thể nằm trong nhân, các em nhớ giùm thầy như đó là đủ đủ làm rất nhiều rồi. Và đây là ta nói cơ chế ổ của chìa khóa này, em người ta đây là minh họa nó cụ thể hơn cơ chế ổ của chìa khóa là cái gì, là coi như cái biến là khi mà học môn nó đến tới mục đích á, hay là cái mục đích nó, tại vì hai cái mục đích mà nhạy cảm với insulin là tức là mô mỡ và mô cơ, hay đó là cái hai mô đó nó, là các cụ thể nó nằm rất nhiều nhất mà nó nhạy cảm với insulin nên với học môn. Tóm lại là vậy, khi mà học môn mà nó ở trong, khi mà học môn mà từ tế bào nội tiết tiết ra nó di chuyển lên lòng mạch máu, nó đến cái mục đích học môn di mục đích mà cái giống hình chạy chạy có nhiều hình ảnh mà nó lọt cho tới mục đích cái xe đó nha. Khi mà nó tới một cái mục đích á, cái mô mà nhạy cảm insulin á, là coi như là nó sẽ kết hợp với chất tiếp nhận, hay là cụ thể nó nằm ở màng tế bào như thầy nói, là đối với những hormone mà đang trong nước nó nằm là sẽ cái hormone tắt kết hợp với hormone là nằm ở màng tế bào, còn hormone trong lipid thì nằm ở trong nhân. Nó tóm lại là như thế này, mà đặc biệt cái vấn đề sự kết hợp này nó theo nguyên cách ổ và chuyển hóa, nó đặc hiệu từ từng loại hormone. Ý tôi nói là ta từ một thêm cái khẩu chìa khóa, nghĩa là sao, là cái giống cái bức hình dạy dạy nãy anh thấy mỗi hình tượng nó chỉ lọt vào một cái bộ mặt lý như thế. Nha các em ha. Rồi rồi một cái nội dung á, theo anh là từng lập môn theo cái ổ chìa khóa là gì, thầy nó nói là cái gì nào thì ổ nấy, có chìa khóa mà đổi lập môn nó đặc hiệu, đặc hiệu là mỗi học môn chỉ đặc hiệu trong một cái receptor thôi, và theo cơ chế này là thế. Và đồng thời khi mà học môn á, học môn là thuộc thể học môn mà dẫn, khi mà cái phức hợp học môn thuộc thể này sẽ dẫn đến này, sẽ này, khi mà nó lọt vào bên trong nó thực hiện chức năng, nó là chức năng gì, cái chức năng thứ nhất là phản ứng sinh hóa. Tại vì các em biết là con người mình luôn luôn có sự trao đổi chất, cái sự phát triển rất là nhiều những người con sinh hóa, và nó tác động với cái biểu hiện gen, ý nói là vấn đề dẫn sẽ hoạt động sinh sản. Nó tóm lại là cơ chế. Nhưng mà cái like này chú ý em nhớ giùm thầy một cái điều duy nhất á, là hormone á
là nó khi nó là có hai nhóm học môn, một nhóm mà học môn mà nó gọi là tan trong nước đó, thì nó những cái thụ thể nó nằm ở màng tế bào, màng tế bào, và những học môn mà tan trong nước nhiễm thủy màng nguyên nhân là cái chỗ điểm tiếp nhận nó nằm trong nhân của màng tế bào của này, anh nhớ giùm thầy đặc biệt đó. Và đồng thời cái thứ hai cái điều anh nhớ nữa là anh nhớ giùm thầy là học thụ thể học môn nó khi mà một thụ thể chỉ kết hợp một học môn chỉ kết hợp một thụ thể mà dẫn điện, có bức hình mà về trước đây các anh đã xem được cái slide trước đó, là nó di chuyển là cái hình vuông thì nó lọt vô cái cửa sổ mà cái đặc hiệu cho một cái cửa sổ hình vuông, mà một hình tròn thì các anh đi mà đầu thoi hình thôi, nó ý nói là một học môn nó chỉ đặc hiệu cho một cửa sổ, sau khi mà cái học môn này được tiến nội tiết tiết ra thì nó di chuyển trong khắp cơ thể, khi gặp tế bào đích thì coi như nó lọt, tùy theo học môn, học môn tan trong lý nước thì nó tác động đến một cái học môn nó nằm trên cái màng tế bào, học môn mà nó tan trong lý thì nó đặc hiệu cho những tan trong nhân, mà khi mà nó lọt vô nó đúng thì nó lọt được bên trong rồi á, theo theo là thì coi như nó thực hiện cái chức năng của nó là những cái phản ứng vi sinh hóa hay là những cái biogen, nó đó là những cái điều mà ba nội dung này các em cần nhớ ngắn gọn cái thứ nhất á là như thế là nó sẽ kết hợp tùy theo đó là tan trong nước hay là tăng lipid, và đồng thời thứ hai là mỗi học môn chỉ tác động để đạt hiệu cho một cơ sở, nhớ là hai chi tiết là đã đủ rồi. Đây là nó nói thêm gì sinh lý, là nó có hai nhóm thụ thể tế bào đích, thứ nhất là thụ thể màng và thụ thể nhân. Thụ thể màng là gì? Thụ thể màng là những cái thụ thể nó nằm ở màng tế bào, mà thụ thể đó là và đương nhiên những học môn mà tan trong nước nó mới được tác động là vào nó đạt hiệu được cái tế bào trên thụ thể màng. Còn đây là thụ thể nhân, những thụ thể thứ hai là thụ thể nhân. Thụ thể nhân là gì? Thụ nhân là những cái tế bào mà coi như nó đặt nhọt môn mà đặt nó là tăng trong lipid nó mới lọt được vào cái những cái thụ thể màng, tại những thụ thể nhân này là cái những cái rồi sẽ nó nằm trong nhân, nằm bên trong thụ thể bào, và đồng thời học môn mà chỉ học môn tăng trong lipid nó lọt vào thụ thể nhân thôi. Đó là một cái điều mà các em cần nhớ, đó cái slide đời rất nói rất nhiều nhưng mà em nhớ một vấn đề nhất đó là tốt rồi. Đây là em minh họa thụ thể màng này, đây là học môn này, thụ thể màng nè, những học môn này đương nhiên cái học môn màu xanh này chắc là chắn là thụ thể màng này phải chỉ đặc hiệu cho học môn ta trong nước, đương nhiên bản chất chắc ăn 100% là học môn này là nó lọc được vào bên trong này nè là toàn bộ học môn ta trong nước, mà những học môn này á người ta minh họa cho mỗi học môn chỉ đặc hiệu cho một cửa sổ, thứ hai là những học môn mà nó lọt được vào bên trong của một cái thụ thể màng là phải là bên trong nước nó đặc hiệu theo thiên ấu chuột á mà nó đi vào bên trong, còn những học môn trong lipid khác thì nó có vào được trước đây nè, đi ra lipid gì đó thì không thể vào bên trong được, còn những học môn lọt được bên trong này đương nhiên bản chất nó phải là thụ thể màng, phải là học môn trong nước. Đây là thụ thể nhân này, thì thụ nhân này nha, là những cái thụ thể này nó nằm trong nhân là đương nhiên là những học môn nào phải là mà đang trong lưu nó mới lọt vào cái thụ thể nhân, đó là như thế à. Các em những cái gì mà thầy đi lặp lại mà thầy nói nên nhớ thì các em ghi nhớ cái đó là điều rất là cơ bản, một cái sinh lý thì nó rất nhiều nhưng mà thầy tóm lại là các em gì cần nhớ thầy, cái mong mỏi của thầy là gì, là coi như các em để làm được những công tác nghiêm đạt cái là thi mà cuối kỳ thì mình đạt được cái cao, là những cái gì đặc biệt bạn đó là trọng tâm, và đồng thời những sau này có phần ôn tập nữa là các em thầy tin chắc rằng là các em sẽ làm tốt à, thì mình an tâm mình làm y theo cái thầy hướng dẫn à. Đây ta nói là bây giờ thầy mới đi vào là liên quan tới một coi như là cái sinh lý một cái tí là mục tiêu thứ hai là thầy thầy này sẽ là mô tả cho bốn chức năng của cái cơ quan nội tiết chính, cái chức năng đầu tiên gọi là tiếng yên, tiếng yên để yên thì có coi như tiếng yên nó có hai phần đó em, hai phần thứ nhất là tiếng yên trước á thì nó có sáu loại hormone mà đặc biệt cái ba sáu loại hormone này có cực kỳ quan trọng, nó đều kiểm soát chức năng của chỉ quán của toàn bộ cơ thể, coi như cái này là quyết định rất quan trọng, mà anh nhớ là hormone nó là cái thì trước tiếng yên này thì nó có sáu loại hormone, còn thì sau tiếng yên nó có hai loại hormone nhưng mà đây là tiếng yên thuộc liên quan thần kinh, tiếng yên là nơi nơi dự trữ hormone, nó tóm lại là quan trọng nhất là tiếng yên trước có sáu loại hormone. Và cụ thể hơn đây là cái mô hình liên quan tới tiếng yên này các em, đây là tiếng yên này em, tiếng yên nó tiếp ra những học môn này sáu loại môn này và cần phần này là nó rất rõ này em, đây là cái vị trí của cái liên quan tiếng yên các bên này các em, đây là cái não cắt ngang, cái này hypothalamus này ý nói là dùng dưới đầu, còn đây là tiếng tùng này các em, còn đây đây là hố yên có mà tiếng chen là hố yên, đây là tiếng yên nè, pituitary gland là tiếng yên này em, đây là vị trí ta nói đây là cái vị trí đây là tiếng yên cho nó dùng là tiếng yên đó, đó là còn còn đây là vị trí dùng mà đây hai cái vị trí của một cái học môn mà quan trọng là tiên hypothalamus thì cái đầu để nằm vị trí này, còn còn đây tiếng yên thì nằm vị trí này, các em nhớ hai vị trí quan trọng này là còn đây nè, đây có chấm đỏ đỏ, đây là nó nằm ở đây, đây là tiếng yên nó nằm cái chấm đỏ đỏ này em, nó dùng ở dưới nền sọ
ở dưới nền sọ mà có tiếng rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, tiếng ra sáu đặc biệt, tiếng yên trước nó xíu là sáu lọt ngôn điều khiển trong toàn bộ cơ thể. Nên cái vị trí á, thì coi như tiếng yên là cái tiếng rất là nhỏ nằm đây, ở đây là tiếng yên. Cái này sáu lọt ngôn của tiếng yên thì coi như là sáu lọt ngôn này á, là nó có sáu chức năng quan trọng, nó do nó chức năng nó ví dụ như là nó sáu cái hormone quan trọng của thủy tiết yên này, đây là thầy đã đổi màu và thầy làm in qua cho các em nhớ. Thứ nhất là CH, thứ hai ACTH, TH, prolactin B là FSH, L H mới đúng là FSH là đó là liên quan cái liên quan cái chức năng sinh dục, liên quan sự phát triển của nội giống, nói chung là còn sáu là hormone trên là nó tùy mỗi hormone nó có cái chức năng ví dụ như hormone CH là hormone phát triển và tăng trưởng. Rồi có hormone ACTH là liên quan trên chỗ thần thận, và đồng thời á là TH là liên quan tới một cái là một cái tiếng nội tiết của thì trước yên mà nó tác động tí giác để mà nó tiết ra T3 T4 đó nha. Và đây là một cái còn prolactin này đó là một cái tiết này nó tích tích tí vú tí sữa, và FSH thì liên quan tới tác động tới buồng trứng của những cái người phụ nữ trong cái giai đoạn sinh sản để là mỗi tháng như vậy có mang tiếng rụng. Và LH này lại liên đến giờ là tạo cái hoàng thể, nếu mà hoàng thể này á là nó kết hợp với trứng á, toàn thể nó tạo ra tinh trùng, nó kết hợp với trứng nó làm thành mỏ, nó tạo thành vòi anh, nó tóm lại là mà cái sai này á, thầy có một hỏi trắc nghiệm rất đơn giản, ví dụ cái hỏi trắc nghiệm này hỏi là số lượng tiếng ọc ngôn của tiếng yên trước là phải hỏi số lượng ý là bao nhiêu, thì thầy hỏi số lượng ọc ngôn của tiếng yên trước thì cái câu nào nó là sáu loại đó là đúng. Cái đối với các em thì thầy nói rất đơn giản là số lượng nhà của thầy không phải chậm. À, xin đến đây vậy thầy xin lỗi can chút xíu, thầy để dẫn mấy đứa cháu đó mình ngồi nữa đã nhận đây là rồi cái câu này em nhớ là thầy cái câu trắc nghiệm bài này cái phần này là thầy hỏi là số lượng tiết yên trước, số lượng hormone tiết yên thì em nhớ đây đây là có sáu loại tiết yên trước, sáu loại. Đây là bức hình cái minh họa tiết yên trước đó em. Đây là cái này, đây bức hình nó nói liên quan cái sáu loại này mà nó tác động, ví dụ là ACTH này tiết ăn của nhỏ thần thận, còn CH này liên quan sự phát triển xương, đây là da, đây là tuyến giáp nè, đây là tinh hoàn, đây là buồng trứng, đây tí vú rồi tí sữa nè, rồi prolactin đó em, đây là thận ACTH, đó là sáu cơ quan liên quan tới tiếng nội tiết thì đứng yên nè. Rồi tiếng yên trước đó thì sáu loại môn, tiếng yên sau có H3 có hai loại môn, và hai loại môn này thì nó cũng rất là quan trọng, tuy nhiên là hai loại môn là ADH. ADH này là nó liên quan nó tái hấp thu nước ở ống đường xa và ống gớt, và oxytocin là gì, nó co bóp tử cung và kích thích buồng trứng tiết sữa, thì phần này chúng sẽ thầy mô tả thêm. Tuy nhiên là các em nhớ nhớ theo cái sai này thầy nhớ một điều, ở tiếng yên trước thì sáu loại môn, còn tiếng yên sau này là tiếng sau này có hai loại môn, mình nhớ thêm cái nữa là ADH và oxytocin là càng tốt nữa. Nói tóm lại là em nhớ vậy là đối với các em là thầy là đó là quá tốt rồi. Mình nhớ được là ADH là thêm chiếc nữa là gì, là tái hấp thụ nước, và oxytocin là nó gây co bức tử cung và là kích thích tiết sữa, là một thêm chi tiết nữa càng tốt nữa. Đây là minh họa tiếng yên sau nha, đây là ADH này, đây là nó tác động từ cái ống thận để tái hấp thụ nước ống thận và ống, đây là ống ống gớt này, còn đây là ống lường xa này nha của tế bào thận này. Đây mức mà có ADH này khi nó di chuyển từ máu vào và đồng thời nó tác động lên thận và đồng thời để nó làm tái hấp thu nước ở người sao không gớt. Đây là cái cơ chế oxytocin, tại vì ADH nó có hai là cái thì yên sao nó có hai loại môn quan trọng, ADH thì nó lái tới hấp thu nước, còn oxytocin là nó có hai tác động. Cái thứ nhất là nó làm co bóp tử cung và đồng để tống em bé ra ngoài khi mà tử cung nở trọn, và chức năng thứ hai là nó co mạch máu để nó cầm máu, và đồng thời oxytocin này nó có chức năng thứ hai là nó kích thích cái vú tiết sữa, nó hai chức năng mà thầy này mô tả thêm cái này nè, mô tả thêm là vấn đề là chức năng mà đối với tôi là co bóp tống em bé ra ngoài. Thứ nhất là cảm biết khi tử cung nở rộng nghĩa là từ 6 đến 8 cm thì coi như là trong máu mình là cái tiếng thì trước cái yên tiết rất thì sau cái yên tiết rất nhiều hormone là gọi là oxytocin, để làm sao để tống em bé ra ngoài.
cơ coi cái công tác đó đồng hành, và đồng thời tức dẫn thứ hai là coi như là làm cầm máu, là sau đó là với tác động oxy oxy này nó làm co máu lại để cầm máu, sau khi xanh là sổ nhau rồi xong rồi là coi như nó cầm máu, là đa số như vậy. Nhưng mà tuy nhiên có trường hợp gọi là băng huyết sau xanh, băng huyết sau xanh như người ta là trong các mặt cái bệnh viện mà liên quan có phòng xanh, người ta có lúc nào cũng có oxytocin cả. Oxytocin thì nó có hai cái tác dụng, mà tác dụng thứ nhất á, là đối với cơn đau tử cung này, là đối với trường hợp mà bà sản phụ này á, là xã gọi là tử cung nở rộng nhưng mà cơn co nó ít quá thì đương nhiên ta không chích oxytocin. Đặc biệt á, là đối với trường hợp mà người ta bị mà băng huyết sau xanh thì coi như là người ta phải cũng chích oxytocin để sao, để cho cầm máu, trong là băng cầm máu. Nhưng mà trước khi cầm máu như vậy là đương nhiên là người ta phải sót nhau, đây chính là những máu cục mà nó bám ở lòng tử cung thì nó làm cho là cái cơn co của mạch máu oxytocin kém hiệu quả. Coi như là để mà cầm máu băng huyết sau xanh thì người ta trước khi mà chích oxytocin này á, là người ta phải là sót nhau, lấy sạch những cái máu cục mà động lại trong đáy tử cung để mà chích oxytocin để cầm máu tốt rồi. Còn đương nhiên tăng kích thước sữa là dễ quá, oxytocin biết rồi là nó kích tăng kích thước sữa khi mà bé mà bà mẹ sinh xong, đó này là dễ. Mà ngay cái này đã có câu hỏi trắc nghiệm, thí dụ câu hỏi trắc nghiệm ta nói là mà cái một cái học môn mà nó liên quan tới là cầm máu sau xanh là cái câu nào ABCD nào mà nói oxytocin, đó là bạn cũng phải nhớ là liên quan ở trong bệnh viện mà có phòng sản là có chích một cái tên thuốc cũng giống nó tên này luôn là oxytocin, tóm lại là liên quan còn trắc nghiệm như thế, liên quan tới cái học môn là oxytocin. Tại vì oxytocin là gì, nó làm cò cầm máu và liên quan tới băng huyết sau xanh. Và đó là thiết yên, thầy trình bày xong rồi thầy nói về tới dùng hạ đồi hay là everolimus. Hạ đồi đó thì là đây là dùng hạ đồi hay là everolimus này, nó có 7 lọc môn, mà cái 7 lọc môn này nó có chức năng là coi như là kiểm soát những hormone môn thì trước yên. Nên tính lại là nó có 7 lọc môn, vì mỗi một hormone môn này nó có tác động, tại vì nó kiểm soát thì trước yên. Là thí dụ như là mỗi hormone môn là khi mà tiết yên được tiết ra một hormone TSH này thì coi như thì trước cái dùng dưới đầu nó tiết ra hormone đó là TSH để nó kích thích tiết yên tiết ACTH. Tóm lại là tại vì cái hormone cổ thì gọi dùng dưới đầu này chung cái điều là kích thích những cái hormone của tiết yên, tùy theo cái đó là một cái tác động đến một cơ quan nào liên quan tới trên cơ thể thì coi như là dùng dưới đầu nó sẽ tiết một hormone tương ứng. Ví dụ như là để mà giúp vòng mà tiết ra một cái hormone TSH này thì dùng dưới đầu mới tiết ra hormone TSH, và đồng thời là để mà tiết ra cái hormone prolactin. Tại prolactin là gì, là tăng là hormone làm tăng kích thích cái vú sữa này thì dùng dưới đầu mới tiết hormone BRH. Tóm lại là lần lượt vân vân cần cái này đó, thì đó là vậy. Mà ngay cái sai này có hai câu hỏi liên quan trắc nghiệm. Thí dụ cái hậu sao là nó rơi vào cái nội dung số 1 và nội dung số 7. Thí dụ nội dung số 1 nói là để mà cái là thì trước cái yên mà tiết đây hát này thì dùng dưới đầu tiết ra hormone gì, và để như em biết liền theo cơ chế mà mô tả của thầy, để mà tiết yên tiết ra hormone TSH này thì dùng dưới đầu cái tiết hormone TSH. Em nhớ giùm thầy này, thầy nói đến ngay chỗ cái điểm mà do trắc nghiệm luôn. Thí câu hỏi trắc nghiệm á là người ta hỏi gì đấy, thầy tính là hormone là dùng dưới đầu để mà tiết yên tiết ra TSH này thì dùng dưới đầu tiết hormone TSH. À, và đồng thời một cái câu trắc nghiệm nó nằm ở nội dung thứ 7 này luôn. Thí dụ mà thầy hỏi là cái để mà cái thì trước cái yên tiết ra hormone để giải phóng hay là tiết ra hormone prolactin là dùng dưới đầu mới tiết hormone gì, để đó là dùng dưới đầu tiết hormone BRH nó tác động đến để mà tiết yên nó tiết ra prolactin. Thì ý nữa là thầy hỏi câu hỏi như thế là anh nhớ là đây này là đúng hai câu hỏi nằm hai vị trí ở số 1 số 7 luôn. Để cách hỏi như vậy anh nhớ vậy để làm trắc nghiệm à. Đây là mô tả dùng dưới đồi à. Đây là liên quan sự điều hòa, mà cái hình ảnh có ngay chỗ mà có cái bằng giống như cái bằng mà bằng mà cân mà có hai bánh bông nó nhảy lên xuống, đấy là cân bằng đấy. Là cái học môn được điều hòa theo cơ chế vậy đó. Là tại vì thầy nói là thầy lặp lại cái vấn đề mà là cái cơ chế của học môn. Cái những cái mà những cái học môn rồi có một số học môn chính này từ tuyến giáp ở xuống thì muốn tiết ra học môn là phải chịu tác động giữa hai nơi. Là thứ nhất là tác động của một cái hypothalamus là dùng dưới đầu, và cái hai là pituitary gland này là ý nữa là tiếng yên, là nó chịu sự tác động của tiếng yên. Ví dụ như thầy mô tả liên quan tới một cái sự tác động tại từ tiếng giáp lại xuống là tiên huyết xuống thì tất cả nó chịu sự tác động của là dùng dưới đồi và tiếng yên cả. Ví dụ như vậy, là thí dụ như là thầy nói là để mà học môn để tiếng giáp, đây là tiên huyết là tiếng giáp để học môn tiết ra T3-T4. Thầy nói T3-T4 thì em biết liền liên là học môn tiếng giáp. Để học môn T3-T4 này được tiết ra thì coi như dùng dưới đồi mới tiết ra học môn là TRH. Nhưng mà thằng này trong bức hình mà 7 nội dung đầu tiên đó, đây là mình nói cái cơ chế điều hòa mà như vậy đó,
để mà tiếng giáp viết ra thì 3.4 này thì dùng biểu đồ mới tiết động T ra. TNH này tác động đến yên, tiết là TNH. Mà TNH này nó tác động tiếng giáp mới tiết ra thì 3.4. Đó là một điều thứ nhất em phải ghi, các em nhớ. Nó tóm lại là sao? Thì rút lại một cái tóm lại một lần nữa là coi như để một mà một tiếng giáp từ tiếng giáp trở xuống thì tất cả một cái liên quan là để mà tiết ra học môn để được tiết ra thì coi như là dùng dưới đồi phải tiết ra một môn tương ứng. Tiếng giáp này thì đối với tiếng giáp này ví dụ được tiết ra thì mới đầu tiết ra con T là H. T là H nó tác động cái yên tiết là TH. T tác động tiếng giáp tiết là thì 3.4. Và đồng thời thứ hai là một điều nữa mà đây là thầy mô tả thêm cụ thể hơn, cái gì là giống như cái bàn cân mà có hai cái bông nhảy lên xuống, ý là nó phải cân bằng nữa là sao. Bí thứ hai nữa các em còn nhớ là học môn T3 T4 này nó trường hợp này là vượt ngưỡng, nghĩa là vượt không như cầu sinh tướng gọi là vượt ngưỡng, thì bắt buộc cái học để mà cơ chế điều hòa là coi như bắt buộc cái nếu mà vượt ngưỡng nó phải ức chế những cái cơ quan nội tiết bên trên để làm giảm tiết. Thì trong trường hợp này vượt ngưỡng này thì chính bọt ngon T3 T4 mà mình được biết là nhiều nó vượt không như một cái lý này bắt buộc nó ức chế tiếng yên này để giảm tiết TH, và bắt cái mức bắt buộc là cái là nó là nó tác động đến tiếng giáp để ức chế tiếng giáp để nó giảm tiết, dùng cái đầu để giảm cái TH để nó đi qua, để đi qua mà cái sự điều hòa thì nếu trở là rối loạn mạng tính, ta biết rối loạn mạng tính nghĩa là coi như là bệnh lý nào sau đây, ví dụ mà vấn đề điều hòa này mà nó rối loạn kéo dài trở thành mạng tính thì nó bệnh một bệnh lý gọi là bệnh lý cường giáp, nó tổng đại là vậy. Trong cái like này các em nhớ là mỗi mỗi học môn mà được tiết ra từ tiếng giáp trở xuống là nó phải chịu sự điều hòa của hai tiếng nội tiết bên trên là cụ thể là elephantomic và tiếng yên, nó tóm lại là cái thứ hai là học môn được tiết ra nó phải là điều hòa được cân bằng, còn nếu mà nó vượt không còn sinh lý bắt buộc nó ức chế ngược lại với tiếng dùng dưới đầu tiếng yên để làm giảm tiết để nó cân bằng, còn trường hợp mà cái rối loạn là kéo dài nên là mà nó làm bệnh lý thật sự, tóm lại là các em nhớ vậy là quý rồi. Và đồng thời người ta nói là cái cụ thể là một số môn mà quan trọng mà của tiếng yên tiết ra, ví dụ đây là GH là hormone tăng trưởng này nghe, thì đối với hormone GH này á, đối với tăng trưởng phát triển này á, nó có bốn chức năng trên mà trên ba cái chị sự chứng quá quan trọng, đó là sự lysis, protein lysis và là lysis, và đồng thời nó có một cái chức năng quan trọng của GH mà hormone của tiếng yên này nó là gì, nó kích thích sung sướng phát triển, đó là khi mà nói đến và chức năng của hormone GH là hormone của tiếng yên này với lại tăng trưởng này, các em nhớ dùng này là bốn chức năng, bốn chức năng ba loại chuyển hóa quan trọng lysis, lipid và lysis, protein lipid và lysis, coi là rồi thứ hai thứ tư nó là cái tích tích phát triển, nó tóm lại em nhớ vậy là đầu mừng lắm rồi. Đây là nó liên quan đến minh họa bằng hình ảnh cơ chế tác dụng của GH này, các anh biết đây đây là bước khởi đầu của một con người giai đoạn ban đầu rồi quay rồi phát triển nó lớn dần như thế này do hoạt động nó tiếp tiếp là còn nó tác động để làm cho phát triển cả xương mà cả hai chiều thì dọc của chân em, đó là kích thích phát triển tư dụng nhờ GH. Và một cái cơ chế mà nguyên tắc là ta nói là cái gì cũng vậy, nó có cái trường hợp bất thường, đây là trường hợp bất thường liên quan cái tiếng suy tiếng yên do u chèn ép, mà cô bé này thật ra là đồng trang lứa với năm bạn này, tuy nhiên do cái bệnh lý gọi là suy tiếng yên chèn ép này cô bé là lùn bé thấp như thế này, nó đó là một cái điều nữa là ngược lại cái ông này là gọi là liên quan cái tiếng yên bệnh lý yên này. Ông này là tạo là bệnh khổng lồ, mà thật ra cái anh chàng này là chỉ đồng trang lứa này do cái bệnh khổng lồ liên quan tới tiếng yên này là cũng nó phát triển dữ bực như thế này, đó là cái vấn đề bình thường nó cũng thường, mà bất thường của tiếng yên có hai trường hợp là bé lùn lùn bé trong một cái suy tiếng yên và đồng thời người khổng lồ trong cái rối loạn liên quan chuyển hóa liên quan cái học môn của tiếng yên, nó làm mà dư cao dư vực như thế này, tóm lại như vậy các em. Rồi đó là thầy đã trình bày hai loại tuyến là tiếng yên và dùng dưới đầu tay là tiếng giáp, đây là một cái cơ quan thứ tư, thứ xin lỗi thứ ba mà tiếng giáp á, tại mà hai là một cái liên quan chức năng của những tiết nội tiết chính mà một cái liên quan thầy nó đang mô tả một cái liên quan cái là một cái mục tiêu thứ hai, mà mục tiêu hai có bốn mà mô tả bốn cái chức năng mà thầy đã mô tả ba là chức năng hết chức năng thứ hai tới thứ ba, đây là vấn đề xử lý tiếng giáp. Tiếng giáp thì nói chung là nó nằm ở chút xíu sẽ có mô hình và nó nằm ở dưới thanh quản, nếu mà các bạn nam nào mà cổ mà có tờ gọi cái cắm mà lớn thì nó dễ mình sờ nó kêu cái này được, mà giờ cục cứng đó là thanh quản, thanh quản thì nó nằm dưới dưới thanh quản mà trước khí quản, trước khí quản là cái ống dài đó em, rồi là khí quản nó nằm hay là coi như là trước thanh quản, đây là nó nằm trước thanh quản và nó là dưới thanh quản mà trước khí quản là ống dài, và đồng thời nói học môn tiếng giáp thì mình liên tưởng đến hai loại hormone T3 và T4, và đồng thời là đối với chức năng của tiếng giáp này nó gồm có nhiều tuyến trong chứa một chất dự trữ gọi là thai globulin, cái keo dự trữ mà chút xíu các anh thấy cái thằng minh họa keo dự trữ
cái dưới một chất kem thyroglobulin, và thyroglobulin này nó là có chứa trong con giáp là phân tử được tế bào lại tiếp vào lòng nghe. Tóm lại là cái trong một cái sai này nó có một hỏi trắc nghiệm, ví dụ ta hỏi là ý là nói là cái tên chất keo này là gì, thì cái gọi trắc nghiệm ví dụ mà gọi là cái nang giáp mà chứa chất keo, nó nôm na là nói là ý là tên là gì cái gì đó, ta hỏi như cái mà tương đương là cái câu hỏi gần gần như vậy đó, thì các em nhớ là cái chất keo đó tính chính là cái tên chuyên môn nó là gọi là thyroglobulin. Tóm lại là các em nhớ, nếu mà hỏi đó là ý là nói là cái nang giáp trong lòng, cái nang giáp chứa chất keo nó tên là gì, ví dụ vậy, là các em nhớ cái câu ABCD nào nói là cái chất keo là thyroglobulin, đó là đáp án đúng rồi. Đây là tuyến giáp này, cái nên mô tả bằng hình ảnh minh họa bằng hình ảnh 3D được em. Nhất là em thấy là đây là thanh quản này, đây là tuyến giáp này, đây là khí quản này em, còn đây là mạch máu thần kinh và mạch máu động mạch thường thường là nằm bên trong và tĩnh mạch nằm ngoài. Đây trường hợp này một cái điều đáng nhớ là các em nhớ là đây là thanh quản, thì nó dưới thanh quản mà trước khí quản, đây là khí quản, tóm lại tuyến giáp là vị trí như thế. Đây là cái nang giáp này mà trong cái lòng mang là chứa chất keo gọi tên hẹp globulin, tuyến giáp cái nang giáp rất đẹp, cái tuyến giáp nó có hàng trăm ngàn cái hàng triệu cái nang giáp vậy, mà cái chất keo bên trong này là chất keo, cái nó chứa là chất một cái keo tên và chuyên môn nó là hẹp globulin. Đây là công thức hóa học của tuyến giáp. Rồi đâu đây là một cái liên quan chế lượng học môn, tại đây cái bảng này á là liên quan nó so sánh giữa T3 và T4. Thật ra hai học môn này á là nó có bốn điểm khác nhau mà được đưa ra, là thí dụ mình để so sánh cái liên quan cái nồng độ rồi tiết hormone mà tiến tiết giáp này tiết ra, thì cái về cái nồng độ của T3 chỉ có 10%, trong khi mà tiến giáp T4 thì 90%, đồng thời tác dụng của T3 là nó mạnh hơn T4, rồi còn T4 là yếu hơn T3 có 4 lần. Rồi thứ hai là thời gian tác dụng thì ngắn, đồng dung tác dụng T4 thì dài, và đồng thời dạng tác dụng chính của T3 chính là ở mục đích, và đồng thời còn ở T4 này là gì, là phần lớn được dự trữ nhỏ thành T3. Nó đúng là đây là bốn chức năng thì so sánh của hai là hormone của tiến giáp là T3 T4 này đấy. Trong cái phần này về cái nội dung đầu tiên này nó có đưa vào cái trắc nghiệm này, nó nói cái này, ví dụ ta nói là so sánh nồng độ hormone T4 và T3, thì so sánh nồng độ bên này anh biết là T4 nó chiếm cái nó chiếm tỷ lệ là 90%, còn T3 nó khoảng 10%. Ý câu hỏi thầy nói là so sánh tỷ lệ T4 và trên T3, ý nó cái câu nào nó là 9:1, ý nó là 90:10, đó là bạn đúng, là so sánh là cái tỷ lệ hormone T3 và T4, T4 và T3 mình trai cái là giữa cái lớn cái nhỏ này, cái câu nào nói là 9:1, ý nó 90:10, đó là bạn đúng, em nhớ lên. Và đây là liên quan tới vấn đề là gọi là chức năng của là tuyến giáp. Tuyến giáp có 5 chức năng. Thứ nhất là chuyển hóa lipid, thứ hai là tăng nhịp tim, thứ ba là tăng hoạt động của não bộ thần kinh, thứ tư là làm giảm trọng lượng cơ thể, và thứ năm là gì, tác động sự phát triển cơ thể. Ta bởi đó học một cái cực kỳ quan trọng, nó liên quan tới năm chức năng này. Đối với các em thì mình tham khảo đây cơ bản thì những cái liên quan cái năm chức năng, nó có năm chức năng mà cụ thể là gì, trên chuyển hóa là liên quan tới nhịp tim, và liên quan thứ ba là gì, tăng hoạt động não bộ, thứ tư là gì, giảm trọng lượng cơ thể, thứ năm là tác động di chuyển qua cơ thể. Nó tóm lại nếu các em nhớ được số năm thì em nhớ thêm chi tiết nữa là càng tốt nữa, tại vì như vậy nó liên quan tới trắc nghiệm đó các em mình nhớ vậy. Nhưng mà điều đầu tiên các em nhớ là nhớ nó năm chức năng, mà biết thêm chút xíu mình nghiên cứu thêm cái điều là càng hay, là liên quan như thế. À đây là cái mô hình mô nội cái mô tả cái chức năng của tuyến giáp, đây cũng nói là hoạt động của tuyến giáp luôn, là cái cơ chế hoạt động. Và đây nè, đây là thật ra là đây là một cái slide mà nó nói lại vấn đề cái mô hình mà thầy nói là giống như giải thích một cái bàn cân. Đây trường hợp này nó cũng nói liên quan tới mà T3 T4 nữa, mà nó vượt ngưỡng sinh lý. Đây là bằng một cái răng xuôi nó vậy thôi, đấy chứ nó kêu phân tích là ba nội dung như vậy thôi. Thật ra nó cũng rơi vào mà thầy lập lên rất rất nhiều lần, là một cái tuyến giáp này, đặc biệt tuyến giáp ở xuống là một hormone được biết ra là nó chịu sự tác động của hai hormone cơ quan quan trọng bên trên là vùng dưới đồi, là dùng dưới đồi, và cái cơ quan thứ hai là tiết yên. Thì ở đây là rõ ràng là để mà học môn nên mà tiết yên tiết ra TH này dùng dưới đồi tiết, còn đây là H TH này mới kích thích tuyến giáp, mới tiết ra T3 T4. Nhưng mà trường hợp này là gì, nó vượt không nhu cầu sinh lý, bắt buộc T3 T4 này do tiết là nhiều, bắt những ức chế ngược lại dưới lại là dùng dưới đồi để giảm tiết ra TH, và nó và dưới yên nó giảm tiết ra TH. Đó là cái sai này, và nhớ nhiều đó thôi được rồi. Nhớ là để mà học môn tiết giáp được tiết ra, nó sẽ chịu sự tác động của hai cơ quan nội tiết bên trên, đó là dùng dưới đầu và đồng thời là tác động thứ hai là tiết yên, tại nó vượt ngưỡng bắt đầu là nó coi như là nó phải ức chế ngược lại, đó là vậy là đã đủ rồi.
Rồi đây kế tiếp là cái đây là tên hình nó mô tả cái tuyến thượng thận anh em ha, cái tuyến thận. Tuyến thượng thận thì nó có hai phần vỏ và phần tủy. Đây là cái em gì cái mô hình nó nói này, đây là cái thận mình là tiếp, đây là thận mình có hai cái thận mà trên cái này là gọi là cái núm hay là liên quan tới thượng thận nằm bên trên này. Tuyến thận đây là gọi là nó phần nó cắt ngang đưa lên trên để biết này. Đây là thận phải và thận trái lép rồi phải thận trái. Đây là phần phải. Thận có hai phần. Và thận nó chia hai phần, phần vỏ và phần tủy. Bây giờ thầy nói mô tả phần vỏ trước. Phần vỏ nó có ba lớp. Lớp cầu thì nó tiết anderol. Lớp cầu là lớp ngoài cùng, lớp bó là lớp giữa nó tiết cortisol và lớp lưới là lớp bên trong nó tiết là androgen. Phần vỏ thì thận em nhớ giùm thầy là có ba lớp. Mà mỗi lớp như vậy á là nó tiết ra một hormone đặc trưng. Như là ví dụ như là lớp ngoài cùng gọi là lớp cầu nó chứa là nó tiết androgen. Thứ hai là lớp bó tiết cortisol, thứ ba là lớp lưới bên trong nó tiết là androgen. Cụ thể hơn đây nè, trang nè, lớp ngoài cùng là lớp cầu nó tiết là androgen, lớp giữa là nó tiết cortisol và lớp lưới bên trong nó tiết là androgen. Tóm lại là đây là một cảm đó, cái thận cắt cái thượng thận đó, là cái tuyến thượng thận cắt ngang mà nó ba lớp như thế, lớp ngoài cùng là lớp cầu tiết androgen và lớp giữa này là cortisol, lớp lưới là nó tiết là androgen. Và đây là nói thêm là từ mỗi lớp như vậy là nó có đặc trưng như thế nào. Đối với vỏ thượng thận là androgen đó, thì nó tiết ra là và nó có hai cái hormone là androgen và cortisol, mà thật ra vấn đề cái nồng độ hai chất này là không bằng đều, mà trong đó androgen nó chiếm tỷ lệ là gần 10 lần hơn so với cortisol. Tóm lại là mà bản chất của cortisol là gì? Steroid. Đây là câu cuối khóa học của phần vỏ thượng thận. Và đồng thời á là còn androgen này nó tác động trên, nó có hai cái tác động mà cái tác động quan trọng nhất là tác động trên thận và tuần hoàn. Trên thận là đi là trên thận có gì, nó tăng tác tu natri và bài tiết kali tại ống thận, và đối với cái hệ tuần hoàn nó làm gì, tăng thể tích mạch ngoại vào và áp suất ở động mạch, nó liên quan tới bệnh lý tuần hoàn. Tóm lại là thận á, đối với androgen nó có hai phần, nó có hai tác, hai chức năng. Chức năng quan trọng của nó là tác động trên ống thận và tuần hoàn, còn chức năng thứ hai là tác động trên tuyến mồ hôi, là có tiếng nước bọt ra luôn. Này nó không quan trọng, quan trọng nhất là tôi nói androgen thì cái nhớ dùng cả hai chức năng của thầy là trên thứ nhất là trên thận thì nó tái phun natri và tái kali, còn đối với hệ tuần hoàn là tăng cái dịch mạch vào, nó áp suất động mạch liên quan tới bệnh lý tuần hoàn. Chẳng phải là vậy, đây là người ta bức hình nó liên tác động, đây là ta biết là cái phần từ máu đi vào, và đây là tế bào nó, đây là van nước tiểu, tóm lại cái cơ chế nó liên quan tới androgen tại ống thận. Rồi cortisol, cortisol 95% nó là corticosteroid. Mà cortisol này có năm cái chức năng rất là quan trọng. Thứ nhất, chức năng thứ nhất nó là gì? Nó trong cái tăng quá trình trần chuyển hóa, mà đặc biệt là trong ba loại chuyển hóa quan trọng là liên suất liên kết của tiết luôn. Thứ hai là nó có tác dụng chống stress. Thứ ba là chống viêm, gây kháng dị ứng, mà thứ tư là chống miễn dịch. Cái câu này là trong cái slide này có một hỏi trắc nghiệm, ví dụ ta nói là tác dụng của chuyển hóa, tác dụng của cortisol, cái câu ABCD nào nói là trên chuyển hóa, trên tác dụng trên phòng chống stress, kháng viêm dị ứng và chống miễn dịch, đó là bạn đúng. Là đó là tác dụng của cortisol. Tóm lại là em nhớ phần câu trắc nghiệm hỏi như thế à. Đây là phân tích là trên lysis nó làm gì, và lysis là nó làm là nó làm tăng xích tích cái tân tạo glico, nó giảm sử dụng glico, đó là tác động của cortisol. Thứ hai là trên chuyển hóa nó làm gì, giảm và còn nó làm giảm cái protein và tăng cái protein trong gan giữ cái tương và tăng axit máu, điều là trái ngược lại với insulin, và đồng thời trên chuyển lysis nó làm là tăng huy động chất béo. Nó tóm lại ba chức năng của cortisol là như thế, nó làm ngược lại với insulin. Insulin làm giảm đường, còn vấn đề cái cơ chế của cortisol là làm tăng đường như ở về trên ba cái đường chuyển hóa này à. Đây là cái mô hình minh họa cortisol nào liên quan tới cái điều mà chuyển hóa cortisol. Rồi phần vỏ xong tới phần tủy anh em. Phần tủy là gì? Phần tủy thượng thận này thì liên quan là phần tủy thượng thận là tủy thượng thận nó là một cái tế bào liên quan thần kinh nè, đó là cytokine, và nó tiết ra một cái dược chất, một cái hormone tên là catecholamin. Mà catecholamin này nó liên quan có hai loại hormone, liên quan cái hai loại dược chất là adrenaline và noradrenaline. Mà trong đó hai cái hormone này nó không đồng đều. Adrenaline chiếm là tỷ lệ tới 80% mà và noradrenaline chỉ là 20%. Mà liên quan tới hai cái dược chất này nó liên quan rất nhiều. Adrenaline là một cái chất loại mà có cái gọi là cái hồi sức tim mạch. Trong cái trường hợp đột tử, trường hợp liên quan tới cái trường hợp mà đột tử hay là bị mạch,
xong thì cũng kích adrenaline, mấy trường hợp đột quỵ thì thắng luôn adrenaline để kích thích tuần hoàn để nó đập nó lại, nó tóm lại là vậy. Nhưng mà nói về cái bài ấy, thì nói em nhớ giùm thầy ấy, là tiếng thường, cái tiếng thượng thận này nè, và cái phần tủy thượng thận nó có tiết ra một cái dược chất mà một cái hormone tên là catecholamine. Mà catecholamine này nó tiết có hai cái loại dược chất là adrenaline và noradrenaline. Adrenaline là chiếm tỷ trọng rất lớn, tỷ lệ rất lớn, thì dựa trên 80%, còn noradrenaline chỉ 20%. Các em nhớ giùm thầy. Đây là ly thụ thể của catecholamine. Trong thụ thể catecholamine này á, thì nó có hai loại thể thôi. Alpha này á, thì nó có các một số tác động như này, chức năng như này, và đồng thời á, trên một cái tế và thụ thể beta nó có nhiều chức năng. Mà các anh nhớ là khi mà nó rõ một điều rất cơ bản là gì, là các catecholamine này và là nguyên tử tinh thần này á, thì coi nó có hai loại thụ thể là thụ thể alpha và thụ thể beta. Và trong cái thụ thể beta này có beta 1, beta 3, beta 2. Hoạt động của hai, để mà so sánh hai cái loại thụ thể này á, thì có lắm lúc là nó đối kháng, lúc lúc là gọi là nó có đơn chất thôi. Ví dụ như là tác dụng mà đối kháng nhau, ví dụ như là trong thụ thể alpha này thì nó tác dụng tới con mặt, còn cái thụ thể beta này nó là nó bị giãn mặt, nó đối kháng với nhau, thì chờ là cụ thể hơn là ở beta 2. Mà thường thường á, là lưa dựa vào cái cơ chế này để mà các bác sĩ là để mà đưa ra cái toa halin, các bác sĩ đầu chế thuốc gì vào cái chế này. Nhưng là đối với các em thì thầy mong hỏi các em nhớ một điều là vậy nè, là tủy thượng thận nó có hai độ thụ thể alpha và thụ thể beta. Thụ thể alpha là các em thầy gọi điện thoại lên. Rồi cảm ơn, bây giờ thầy tiếp tục làm thầy nói vậy. Và đồng thời á, là liên quan thụ thể alpha này có một số một cái chức năng là nó đối kháng lại nhau, và một số chức năng là nó là đơn độc. Tóm lại là, và đồng thời á, là đối với một cái ứng dụng lâm sàng thì cái cơ chế đó, các dược sĩ và bào chế thuốc và được các bác sĩ mà coi như là sẽ ứng dụng vô để mà thực hiện trong cái liệu trình điều trị lâm sàng. Các em nhớ như thầy nhớ làm gì, nhớ là những rất cơ bản như vậy. Rồi tới là tuyến tụy. Tuyến tụy là liên quan tới đái tháo đường đó các em. Thì quay lại bài là chức năng của tụy này nó liên quan tới hai loại tế bào. Và tế bào là có hai chức năng, là vừa là tụy nội tiết và từ vừa là ngoại tiết. Thì nội tiết này nó liên quan tới đảo lăng lăng. Đảo lăng lăng này thì liên quan tới hai tế bào. Là tế bào beta thì nó tiết insulin, và tế bào alpha thì nó tiết insulin. Các em ha, mình nhớ là liên quan á, là tụy á, cái tụy nó có hai chức năng, vừa nội tiết và ngoại tiết. Nội tiết thì liên quan tới hai tế bào alpha beta. Beta thì tiết insulin làm giảm đường, và alpha thì tiết glucagon làm tăng đường. Đó vậy là. Còn ngoại tiết là bên này, bên nào thì đương nhiên nó tiết ra những cái dịch để nó đổ ra, tiết hormone nó đổ ra tá tràng để tiêu hóa thức ăn. Tức là hai chức năng của tụy và tiết tụy. Và đồng tiết tụy này á, là đương nhiên á, là nó đây là nó vừa tụy nội tiết là ngoại tiết. Nội tiết nó tiết ra cái dịch để tiêu hóa thức ăn. Và đồng thời tụy nội tiết thì liên quan tới mà cái đảo tụy lăng lăng này thì tiết ra ba loại hormone là insulin, glucagon và somatostatin. Hai cái glucagon và somatostatin đều làm tăng đường, chỉ có duy nhất là insulin làm giảm đường thôi. Mà rơi vào ngay cái chỗ này nó liên quan khỏi trách nhiệm. Thí dụ ta nói là tụy nội tiết đảo lăng lăng tiết ra một số là tiết ra các loại hormone là, ví dụ thầy hỏi cái câu đang nói là vậy, ý nó nói là cái tụy nội tiết đảo lăng xăng này nó tiết ra các loại hormone là gì, là thế nào, thì câu A B C D là nó nói là insulin, glucagon và somatostatin, đó là đáp án đúng. Và đồng thời trong cái bài học nội dung thứ ba này thì mình liên tưởng đến vấn đề thật ra tụy nội tiết tiết ra ba loại hormone là insulin, glucagon và somatostatin này, về cái nồng độ á, về cái tỷ lệ nó cũng không đồng đều, cao nhất là insulin, và đồng thứ hai là tới hạng ba là glucagon, insulin tiết lên tỷ lệ trong 60%. Và glucagon chỉ có 25% và somatostatin là chỉ có 15% thôi. Nhưng quan trọng này là cái này cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là cái sai này các em nhớ dùm thầy hai cái điều mà có liên quan câu trắc nghiệm. Cái điều thứ nhất là cái chức năng là của tụy tuyến tụy nó có hai chức năng là vừa tụy nội tiết và tụy ngoại tiết.
Trang nhớ là có liên cơ cầu đặc biệt nổi, vậy là chức năng tỵ tiến tỵ có bao nhiêu chức năng thì Trang nhớ là hai, cái nói số lượng là hai, nếu nói cụ thể Trang nhớ là vừa nội tiết và ngoại tiết, còn cái nhất một cái hai chức năng là như thế. À, tiếp bên vấn đề thứ hai mà cần nhớ để liên quan tới làm cầu đặc biệt là gì, tỵ nội tiết đảo là sang nội tiết ra là ba loạt môn có tên là gì, ba loạt môn là gì, là ý nó là tên ba loạt môn là gì, cái cấu ABCD nào nó là insulin, liên cơ cầu và somatostatin, đó là mặt đúng. Cái tóm lại em nắm cái slide này như đó là quý lắm rồi để làm cách nghề mà. Đây là minh họa cái đề này, đây là insulin nè các em, đây là một cái mô hình đó, là coi như là gì mà cấu trúc rất là rõ. Một mô mà nằm bên trong này chính là học bằng beta, beta là insulin mà đồng thời đó, là còn học bằng màu xanh xanh này, đây là bên và tiết là glucagon, mà insulin làm tăng đường và glucagon là nó làm tăng đường, nó ngược lại với insulin. Đây là cấu trúc phân tử insulin, nó gồm có hai chuỗi, chuỗi A và chuỗi B, giữa chuỗi A chuỗi B có ba con nối đi xuyên phía, chuỗi A thì nó chiếm tỷ lệ 21 acetylamine, chuỗi B là chiếm tỷ lệ 30 amin, có ba con nối đi xuyên phía này, một hai ba, nó đóng lại là vậy. Là cấu trúc. Mục đích chính của insulin là đâu? Chủ yếu là mô mỡ và mô cơ, là của người dân. Tất cả hormone đều các bạn gọi là nó, tóm lại là cái này cũng có thể liên quan câu hỏi đặc biệt, ví dụ hỏi là mục đích chính của insulin là cái câu nào, nói là để nếu đủ ba ba thành tố này là càng 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 là chính, càng càng đúng, càng chính xác hơn. Còn ít như nó nói cái là chỉ mô mỡ mô cơ cũng là đáp án đúng. Thật ra hai cái mô mỡ và mô cơ đó là cái mô đích chính, còn mô gan là thật là cái mô dự trữ để mà liên quan tới một cái cách biết biết là cái mô dự trữ là gì, dự trữ là cái là liên quan tới mô gan này, insulin nó cũng là nó tác động vậy, chính là sau khi mình ăn ra mình ăn vô aliko vô nó trở thành năng lượng, năng lượng không, nếu mà không có đốt cháy hết năng lượng đó thì coi như là chính là insulin này nó làm là biến thành aliko thành glycogen để dự trữ trong gan. Tức là mà hai cái mục đích chính của vấn đề insulin là gì, mô mỡ của mô cơ là người dân nó lại đến. Nếu mà hỏi trắc nghiệm hỏi là mô đích chính của insulin là, nếu ta nói là không không đủ ba thành tố là mô mô gan mô mỡ của cơ, đặc biệt là chỉ có mô mỡ của mô cơ cũng là đáp án đúng, tại hai là quan trọng nhất chính của vấn đề mô đích của insulin. Đây là tôi nói insulin này. Insulin đây là nó tác động trên mô mỡ là liên là mỡ nè, mô gan là liver là gan nè, đây là cơ tác động chính, đây là tuyến tụy, đây là pancreas là tuyến tụy, thì nó tiết insulin nó tác động trên trên ba cái mục đích chính của nó này. Rồi tác động insulin em mình giải lao tại chỗ, em mình không biết giao rồi em. Rồi đây là insulin là gì, nó tác động tôi chuyển qua lipid lipid và protein mà đồng thời nó tăng cường, thế là thầy lặp lại cái chức năng chính insulin. Và các em nhớ là chỉ có insulin là tăng đường, trong các học môn của tuyến tụy thì coi như là chỉ có duy nhất insulin là làm giảm đường, còn đa số là tăng đường đó. Đây là liên quan tới insulin là các em, nó tác động insulin. Insulin có bốn cái chức năng hay là bốn cái sự tác động, thứ nhất là trên mô cơ, thứ hai là mô gan, thứ hai là tại mô mỡ và thứ hai là tế bào mô não, thì coi như là như thế nào, mà chủ yếu là tác động trên mô cơ và mô mỡ này. Mô cơ mô mỡ insulin chức năng là làm gì, nó đẩy mạnh tổng hợp glycogen dự trữ trữ trong gan, nó lại là insulin, tác động insulin như thế ở mô cơ nó đây như thế. Và thứ hai là mô gan nó làm gì, nó tổng hợp glycogen dự trữ sau ăn, nó tóm lại là vậy đó. Sau bữa ăn mình nếu mà glycogen nó biến thành là coi như là glycogen biến biến thành để mà coi như là sau cái thức ăn cái giờ sau khi ăn á, thì nó biến thành là glycogen nó đốt cháy cái năng lượng, nếu mà gì còn dư thừa nó cái là dưới tác dụng insulin này cái nó làm cái dự trữ trong gan cái dạng glycogen, và chỉ có glycogen thừa thì nó sẽ béo, còn thành ức chế tăng tạo glycogen, đó là tác động của glycogen như thế. Rồi tại mô mỡ nó làm đi insulin làm gì, là chỉ có glycogen thì nó sẽ béo dự trữ, đồng thời đó là nó làm cho tế bào não sử dụng glycogen, và đồng thời cái đáng này là cái liên quan cái vấn đề phụ. Thật ra nếu mà có thời gian á, anh em học offline thì nói liên cái cơ chế gọi là cái kênh lết bốn này. Cái kênh lết bốn là gì, nôm na là gì, là các em khi mà cái tế bào insulin mà được á, mà tuyến tụy tiết ra nó ở trong máu như vậy á, là cái nhìn nó mà insulin mà nó dẫn đường, nó kết hợp với đường glycogen, giống như để dẫn đường glycogen từ máu vào tế bào, thì nó quay cái kênh lết bốn này, cái kênh gọi là cái đường để mà coi như là mới dẫn là insulin dẫn glycogen về tới tế bào. Mà cái cơ chế bình thường á mà nó đi bắt buộc nó đi cái kênh này, nó đi theo cái lết bốn này, và đồng thời sau khi mà nó vào kênh được lết bốn này, nó lọt vào bên trong cái chức năng của nó rồi, thì đương nhiên nó sẽ mở nhiều kênh ra,
để mà coi như là để mà nó đường cho nó nhập vào bên trong tế bào nhạy cảm insulin. Tóm lại còn cái cơ chế thì bình tiểu đường đó là nó cơ chế nó đặc biệt là đường ở trong máu người ta là insulin bây giờ đồng đầu rất là nhiều, sau khi mà dẫn đường chứa vào máu và cái vào một tế bào nhạy 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 cảm với insulin là cái mỡ mỡ mà cơ đó, thì do cái đề kháng insulin, cái đề kháng insulin nghĩa là sao, là cái insulin không vào được, nhập vào vào trong trong bên trong được, lý do là do đề kháng như vậy. Mà đề kháng insulin đó là cái cơ chế của đái tháo đường thứ hai, đó là các biết là đái tháo đường thứ hai như vậy đó. Đó đái tháo đường thứ hai là nó có thời gian tiềm ẩn rất là lâu, tại vì khi nào mà các học sinh xử lý bệnh thì mới nói rõ này, nhưng mà qua cái bữa này học sinh lý thì nói cơ bản là vậy nè, cái đường trong máu mình á, tại sao kia là mà cái người bị tiểu đường á, đặc biệt tiếp hai nó có tiền những kéo rất là dài, 5-10 năm là các em, khi mà từ khi mà bị phơi nhiễm ban đầu lúc đó là mình thử máu có thể là lúc có đường cao đường không, khi mà nó trở nó có bốn người gọi là tứ chứng liên quan tới đường là uống nhiều khát nhiều ăn nhiều cân, nó qua hàng chục năm mà lúc đó là cứ 10 người tiểu đường thì có 5 người là không có triệu chứng, lúc đó người ta là có bị tiểu đường nhưng mà người ta sinh hoạt bình thường, tại vì thầy có làm tầm mặt còn mặt có thậm chí là mình thử đường cho những người mà 300 400 mg trên đề cho đích nhưng mà ta sinh hoạt bình thường, lý do ta nói là cái bệnh nhân là đái tháo đường là giết người thường lặng này, thấy là khi mà đùng ra cái biến chứng đột quỵ biến chứng gì tim mạch ta lúc đó là đã trải qua hàng năm 10 năm nó thành như thế. Và đồng thời thứ hai là mình nói là gì là vấn đề là cái tác hại, là khi mà học cái bài mà sinh lý bệnh lúc đó thầy nói rất nhiều có năm biến chứng liên tổn thương cái quản đích, và đồng thời là coi như là cái tim mắt thần não máu hay là thần kinh hay là cái thương lâu lành hay là dễ bị động chi, và đồng thời thứ hai đó là bây giờ hiện tại là các liên đoàn đái tháo đường của thế giới người ta chưa biết là vấn đề tại sao mà những cái người đái tháo đường thứ hai mà khi mà đường có insulin rất nhiều đại trong đầu khi mà dẫn đường tới dài tế bào nhạy cảm insulin mà không dẫn được, biết là người ta chưa biết tại sao, có nghĩa là chưa biết tại sao đái tháo đường thứ hai, tuy nhiên người ta thấy rằng những người mà béo phì nè, thứ hai là ít vận động thể lực, mà thứ ba đặc biệt là có lạm phát, đó là nguyên nhân chính gây ra đái tháo đường thứ hai là đại trạng insulin, có phải vậy. Là cái phần này thầy sẽ qua cái bài mà liên quan tới học mà sinh lý bệnh miễn dịch của ra của hội thuyết thầy nói nhiều, tuy nhiên đây thầy mới nói cái kênh lớp 4 này liên quan câu hỏi trắc nghiệm như vậy nè, ví dụ giả dụ là hỏi trắc nghiệm là hỏi là cái kênh á, mà đi cô mà dẫn đường để mà nhập vào tế bào nhạy cảm insulin là, thì trong cái hỏi na ná như thế thì cái câu trắc nghiệm là nói là kênh lớp 4 đó là đáp án đúng, em chú ý câu trắc nghiệm nha em, cái đó là để trọng tâm để mà đưa vào phòng trắc nghiệm để thầy dùng. Còn cái vấn đề mà cái cơ chế sinh lý bệnh này là khi học cái sinh lý bệnh miễn dịch thì thầy sẽ nói, tại vì thầy cũng rất cái mảng sinh lý nội là sinh lý thường và sinh lý bệnh của sinh bệnh miễn dịch của nội tiết là thầy cũng các bạn tóm lại có học thì thầy sẽ nói chuyện nhiều hơn. Mà cái đối với cái đối với cái slide này thầy nhớ là các em nhớ dùm một điều là gọi là cái kênh mà để dẫn insulin dẫn chuyển glucose vào trong tế bào là cái câu ABCD nào, nó là kênh lớp 4 đó là bạn đúng, các em nhớ dùm thầy một cái câu một điều duy nhất là để làm trắc nghiệm. Đây là ta mô tả kênh lớp 4 nè, kênh lớp 4 là cái kênh để dẫn để insulin dẫn đường vào là vào trong tế bào nhạy cảm insulin. Đây là chức năng của insulin. Insulin trên mảng này mà trên chuyển hóa glucose, đây là nó chỉ là trên chuyển lipid thì insulin nó làm gì, trên lipid đó thì nó tổng hợp và nó dự trữ lipid thành glucose, nhất là tại các mô mỡ này, tóm lại là 60% của người tiểu đường đều có bị liên quan béo phì là do cơ chế này. Thứ hai là ức chế ly giải giải phóng axit béo, nó tóm lại là do cơ chế này để nó làm cho đi ngược lại, nó làm cho mình bị tăng đường trong máu. Đây là một glucagon. Glycagon thì là được tiết ra từ tế bào beta tế bào alpha, mà insulin là tiết ra từ tế bào beta làm giảm đường và còn còn alpha thì là học môn glycagon này được tiết vào alpha để làm tắt đường, nên nó ngược lại với insulin các bạn. Và đây là tác dụng của glycagon là các em. Ở tại gan nó làm gì? Tại gan là nó giải phóng glico vào trong máu do phân giải glycogen và tân tạo glycogen, cái cơ chế ngược lại như liên thế. Tại con mỡ nó làm thối biến gì nữa, mỡ làm cho là người ta bị béo phì, người ta là tăng mỡ trong máu là do cái cơ chế này là liên quan tới glycagon ạ. Đây là tác dụng của glycagon nè các em. Đây là cái mô hình minh họa glycagon, nó làm nó ly giải, nó làm cho tăng đường trong máu á, lớp là máu ạ.